Trong dòng chảy huyền thoại của lịch sử Việt Nam, dòng họ Bùi vươn lên như những tia sáng huyền bí, mở ra trang sử về những vị tướng quân oai hùng, đều mang trong mình dòng máu Bùi kiêu hãnh. Từ thời vua Hùng, khi mảnh đất này còn là một bức tranh thô sơ, họ Bùi đã ghi dấu ấn không chỉ bằng sự cổ xưa mà còn bởi vị thế không ai sánh kịp. Họ là những chiến binh, những tướng quân đã dùng trí tuệ và sức mạnh khắc sâu tên mình vào lịch sử, làm nên những chiến công vang dội, tạo dựng nền bản sắc và vinh quang cho dân tộc. Hãy theo chân Việt Sử Toàn Thư để khám phá câu chuyện về dòng họ Bùi, nơi mỗi tướng quân đều là một huyền thoại trong video đặc biệt ngày hôm nay. Họ Bùi đã được biết đến từ 2.300 năm trước, vì người ta đã tìm thấy một bài vị biên chép về lịch sử của vua Lê Đại Hành, trong đó có ghi: vào năm 257 trước Công Nguyên, nhà Thục xâm chiếm nước ta, có bốn dòng họ gồm Ngô tộc, Bùi tộc, Lê tộc, Trần tộc được vua Hùng Duệ Vương triệu tập, bốn vị đại thần cùng 5.000 binh mã đã đánh thắng giặc đầu, giặc bị tiêu diệt, máu chảy thành sông, vang dội núi sông. Theo lịch sử Việt Nam của các nhà sử học Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh, trước thời các vua Hùng thì người Việt bản địa đã có mặt từ lâu. Bởi vậy, chưa có bằng chứng nào để nói rằng tổ tiên họ Bùi có gốc tích từ Trung Quốc. Về điểm này cũng phải làm rõ một thực tế lịch sử, người Hán vốn gốc ở lưu vực sông Hoàng Hà. Còn từ sông Trường Giang trở về phía Nam xưa kia là đất sinh tụ của người Bắc Việt. Qua quá trình chinh phục và đồng hóa, các tộc Việt khác đều bị Hán hóa, chỉ còn các tộc Âu Việt và Lạc Việt làm nền tảng cho triều đại Hùng Vương. Trước thời các vua Hùng thì người Việt bản địa đã có mặt từ lâu. Lịch sử Việt Nam tập 1 của các nhà sử học Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh do nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp xuất bản năm 1985 cho biết, người hiện đại so với người Vượn đã xuất hiện rất sớm ở Việt Nam. Có thể có niên đại từ 14 đến 8 vạn năm, căn cứ vào các hiện vật do khảo cổ học thu lượm được. Bởi vậy, chưa có bằng chứng nào để nói rằng tổ tiên họ Bùi ta gốc tích từ Trung Quốc. Về điểm này, cũng phải làm rõ một thực tế lịch sử. Người Hán vốn gốc ở lưu vực sông Hoàng Hà, còn từ sông Trường Giang trở về phía Nam xưa kia là đất sinh tụ của người Bắc Việt. Qua quá trình chinh phục và đồng hóa, các tộc Việt khác đều bị Hán hóa. Chỉ còn các tộc Âu Việt và Lạc Việt làm nền tảng cho triều đại Hùng Vương. Họ Bùi có một tỷ lệ cao là người Mường, được xem như người Việt cổ. Nay nhiều nhà nghiên cứu đã phát hiện trong các lệ tục của người Mường có nhiều lệ tục khác hẳn của người Hán. Có tư liệu đáng tin cậy cho biết Tản Viên Sơn Thánh cũng là người Mường, chứng minh họ Bùi có gốc từ người bản địa. Nhân chủng học, ngôn ngữ học đều phù hợp với điều đó. Theo tư liệu của Bộ Lễ, triều Lê Anh Tông do đại thần Hàn Lâm Lễ viện đồng các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn có đầu đề Ngọc Phả Cổ Lục Đức Đồng Sóc Xung Thiên Đại Thánh Thần Vương triều nhà Hùng họ Việt Thường phiên thần thượng đẳng bộ chi cẩn. Bản gốc còn lưu lại viện Hán Nôm, ngoài bì có đóng dấu bầu dục của Viễn Đông Bắc Cổ thời Pháp thuộc thì từ thời Hùng Vương thứ 6 được ghi nhận có niên đại từ năm 1401 đến năm 1121 trước Công Nguyên. Trong thời gian đó, xảy ra sự kiện Phù Đồng đánh giặc Ân. Sự kiện đã được dân gian huyền thoại hóa. Nhưng qua những chứng cứ, tư liệu về Trang Khê Đầu ghi rõ có cụ Bùi Cẩn và Phạm Thị Hòa sinh ra bà Bùi Thị Dung, mẹ của Thánh Gióng. Thời Hai Bà Trưng có hai danh tướng là Bùi Thạch Đa và Bùi Thạch Đê. Vì lăng mộ hiện vẫn tồn tại suốt gần 2.000 năm nay trên vùng đất Tổ Hùng Vương ở Tam Nông, Phú Thọ. Họ Bùi còn có thể xuất hiện từ trước đó, xuất phát từ thời Hùng Vương hoặc An Dương Vương. Thời vua Đinh Tiên Hoàng năm 968 đến 979 có khai quốc công thần Trịnh Quốc Công Bùi Quang Dũng. Tháng 2 năm 1304, Giáp Thìn, Mộc Đạc tên là Phí Minh Đạo là người có tài năng. Thượng Hoàng cho rằng họ Phí từ xưa không thấy có, mới đổi làm họ Bùi. Lấy Bùi Mộc Đạc làm chi hậu Ba Thư Chánh Trưởng trông coi cung thánh tử. Cái tên Mộc Lạc là điềm chẳng may mới đổi thành Mộc Đạc và theo ông hầu ngày đêm. Bùi Mộc Đạc là một danh thần đời nhà Trần, vốn tên thật là Phí Mộc Lạc,
nhưng vì vua Trần Nhân Tông cho là Mộc Lạc là tên xấu, mang điềm chẳng lành. Mộc Lạc trong tiếng Hán nghĩa là cây đổ, cần dụng. Vua còn cho họ phí hiếm gặp nên đổi tên phí Mộc Lạc thành Bùi Mộc Đạc với ý nghĩa Mộc Đạc là cái mõ đánh vàng. Bùi Mộc Đạc làm đại thần trải ba triều vua Trần. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sau này nhiều người họ phí trong nước hâm mộ danh tiếng của Mộc Đạc đua nhau đổi làm họ Bùi. Chắc nội Bùi Mộc Đạc, phí Mộc Lạc, tên là Bùi Quốc Hưng, là người tham gia hội thề Lũng Nhai và cuộc khởi nghĩa Nam Sơn. Sau khi Lê Lợi lên ngôi, phong ông là nhập nội thiếu úy, tước hương thượng hầu. Sau thăng nhập nội tư đồ, được vua ban quốc tính họ Lê nên đổi là Lê Quốc Hưng. Theo gia phả của nhánh họ Bùi gốc phí ở Nam Sách, Hải Dương, thì một trong số hậu duệ của cụ Bùi Mộc Đạc là Bùi Thị Hí, chính là người đã khai sinh ra làng gốm Chu Đậu, được thờ là tổ nghề của làng gốm Chu Đậu. Thời Tiền Lý có viễn tổ Bùi Công Nhã Đại Vương. Truyền thuyết còn lưu lại trong dân gian giã sử thì ngài Bùi Công Nhã sinh ngày 12 tháng 9 năm Giáp Tuất, thời Tiền Lý, niên hiệu Thiên Đức 544-602 tại làng Đại Lan, phủ Khoái Châu, tức làng Đại Quan, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ngày nay. Thuở nhỏ, Bùi Công Nhã ham học, khôi ngô tuấn tú, có chí khí và võ nghệ hơn người. Bùi Công Nhã đã biết lập thân, lập nghiệp, lo liệu sản xuất, chỉ ít năm sau đã trở thành người giàu có bậc nhất vùng. Năm Mậu Thìn 548, Bùi Công Nhã đã mang tất cả của cải vật chất ủng hộ Triệu Quang Phục và đã hiến kế tự túc lương thực lâu dài cho quân lính. Bùi Công Nhã giết được tướng giặc là Dương Sàn, thu lại kinh đô, khôi phục lại nền độc lập cho dân cho nước. Ông được tấn phong chức đại tướng quân, kiêm chức tán thị đại phu, trọng trách việc triều chính. Ông mất ngày 29 tháng 10 âm lịch. Dân làng Đại Lan nhớ công ơn to lớn của ngài, lập nước thờ và suy tôn Nhã Công là thành hoàng làng, ngàn đời hương khói từ đó đến nay. Thời nhà Đinh có cụ Thái Tổ Bùi Quang Dũng là viễn tổ họ Bùi, có công lao sự trạng rõ ràng nhất, có cuốn gia phả cổ, dòng họ từ 1.000 năm, từ đường dòng họ lâu đời nhất và rất nhiều đền thờ cụ Thái Tổ tại nhiều nơi trên đất Thái Bình, coi cụ như vị thần bảo vệ cuộc sống của dân làng. Viễn tổ họ Bùi Việt Nam, Thái Tổ Bùi Quang Dũng. Ngày 10 tháng Giêng, mùng 10 Tết âm lịch là ngày sinh của cụ Thái Tổ Bùi Quang Dũng. Cách nay hơn 1.000 năm, cụ Thái Tổ Trình Quốc Công Bùi Quang Dũng đã giúp Đinh Bộ Lĩnh đem quân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn thu về một mối, thành lập ra nhà nước phong kiến Đại Cổ Việt đầu tiên của lịch sử Việt Nam. Cụ Tổ được vua Đinh Tiên Hoàng phong là Khai Quốc Công Thần, người khai sinh ra triều đại nhà Đinh bấy giờ, giữ chức Chấn Đông Tiết Độ Sứ, đóng trụ sở tại thành Kỳ Bố, kiêm chỉ huy ba đạo quân thuộc vùng Đông Đạo. Lúc này nhà Đinh có tất cả là 10 đạo quân và thăng hàm là Đặc Tấn Khai Quốc Thiên Sách, tước Tĩnh An Hầu, cai quản ba tỉnh phía Đông, ngày nay là Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định. Đến đời vua Lý Thái Tổ, cụ Bùi Quang Dũng giúp nhà vua dẹp yên giặc vùng núi Đông Đạo, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng. Cụ Thái Tổ Bùi Quang Dũng được vua Lý Thái Tổ tôn là Minh Triết Phu Tử Sư Phụ, phong tước là Trình Quốc Công và tôn làm Thái Tổ họ Bùi. Cũng mất ngày 13 tháng 6 âm lịch năm 1018, an táng tại Đồng Thanh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, cách trung tâm thành phố 3 km. Cụ Thái Tổ Bùi Quang Dũng là người có đức hạnh và có nhiều công lao đối với đất nước, được xếp vào hàng ngũ những danh nhân nổi tiếng nước Việt Nam, cũng như tất cả các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn trước đây. Ngày nay, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có quyết định số 43 QĐ ngày 12 tháng 7 năm 1999 công nhận từ đường họ Bùi thờ Thái Tổ Trình Quốc Công Bùi Quang Dũng, thôn Đồng Thanh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Viễn tổ họ Bùi Việt Nam Bùi Cầm Hổ, Khai Quốc Công Thần triều nhà Lê. Bùi Cầm Hổ sinh năm 1390, mất ngày 20 tháng 9 năm 1483 âm lịch. Lịch triều Hiến Chương xếp ông là một trong 5 vị danh thần quê xứ Nghệ, trong đó xếp theo thứ tự trước sau. Người đứng hàng đầu danh sách ấy là Bùi Cầm Hổ, quê ông ở xã Đậu Liêu, huyện Thiên Lộc, nay là xã Đậu Liêu,
thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ Bùi Cầm Hổ có gốc tổ tại Kim Thành, Hải Dương. Cụ là hổ tướng trời Nam thuộc ba triều Lê. Được làm thái sư dạy học cho con trưởng của Lê Lợi. Ông từng giữ các chức ngự sử trung thừa, an vũ sứ Lạng Sơn, thăng làm chi chính sử, quốc á chí tự qua ba triều vua Lê, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tôn, Lê Nhân Tôn và có đóng góp công trạng to lớn cho đất nước muôn dân. Cũng từng được xung chức đi sứ nhà Minh ba lần vào những năm 1433, 1437, 1439. Ngày 20 tháng 9 âm lịch hàng năm là ngày giỗ lễ tế đô đài. Nhà sử học, bác học Lê Quý Đôn nhận xét, Bùi Cầm Hổ là một trong những sĩ phu luôn luôn trung thực, chính đáng, phong độ cao đẹp, chẳng những giúp nhà vua tiếp theo con đường đạo đức mà bọn công thần võ tướng đều phải nể sợ, không dám làm càn. Khi ông mất, triều đình ghi công và phong bình quân đại vương, thượng đẳng phúc thần, nhân dân đã lập đền thờ ông ngay tại chân núi Bạch Tị, phường Đậu Miêu. Ngày nay, để ghi nhận công đức của ngài năm 1992, đền thờ Bùi Cầm Hổ được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm, vào dịp tháng riêng, đại lễ hội và lễ tế đền đô đài được người dân trong vùng tổ chức trang nghiêm kính cẩn. Lễ hội đô đài còn gọi là lễ báo ân là một trong những lễ hội lớn từ xưa ở xứ Nghệ. Trấn quốc công Bùi Tá Hán và sự nghiệp mở cõi phương Nam Bùi Tá Hán, dân gian quen gọi là Trấn quận công, Trấn công, ông Trấn, sinh năm Bính Thìn 1496 ở Châu Hoan, nay thuộc tỉnh Nghệ An. Theo tập sử liệu Phủ tập Quảng Nam Ký sự, ông là một trong những vị tướng có công với triều hậu Lê. Khi Mạc Đăng Dung phế truất vị vua cuối cùng của thời Lê Sơ là Lê Cung Hoàng, lập ra nhà Mạc tháng 6 năm 1527, Bùi Tá Hán trung thành với nhà hậu Lê, theo ngọn cờ Phù Lê Diệt Mạc của Nguyễn Kim, lập được nhiều công tích. Sau khi nhà hậu Lê được khôi phục năm 1545, dưới triều vua Lê Trang Tông, Bùi Tá Hán được phong làm Bắc quân đô đốc phủ trưởng phủ sự, được cử vào trấn nhậm ở Thừa Tuyên, Quảng Nam, vùng đất kéo dài từ Nam Thuận Hóa cho đến núi Thạch Bi, từ phía Nam huyện Điện Bàn đến đèo Cả ngày nay. Bùi Tá Hán đã góp công lớn vào sự nghiệp mở cõi và bình định vùng đất phía Tây, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Bùi Tá Hán mất ngày 15 tháng 5 năm 1568 tại tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 2 tháng 3 năm 1990, Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định số 168 xếp hạ mộ và đền thờ Bùi Tá Hán thành di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Thời vua Lê Lợi, đầu thế kỷ 15, có các vị khai quốc công thần là Bùi Quốc Hưng, Bùi Vị, Bùi Ban, Bùi Ngọc Oánh, Bùi Cầm Hổ. Bùi Cầm Hổ là thái sư dạy học cho con trưởng của Lê Lợi là vua Lê Thái Tông. Con gái Bùi Cầm Hổ là Bùi Quý Phi, vợ của vua Lê Thái Tông, sinh ra cung vương Lê Khắc Xương. Thế kỷ 16 có Bùi Tá Hán, năm 1496 đến 1568, là một cận thần của đại thần Nguyễn Kim, cha của Nguyễn Hoàng, có công khôi phục triều Lê Trang Tông năm 1533. Đến thế kỷ 18, có Bùi Thế Đạt làm trấn thủ trông coi cả vùng Biển Đông thuộc Bắc Trung Bộ ngày nay. Thời cận đại có Bùi Huy Bích năm 1744, cháu bảy đời của Bùi Xương Trạch, thân phụ của tể tướng Bùi Xương Trạch ở xã Cát Xuyên, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chuyển sang làng Định Công, Hà Nội, sau đó chuyển sang Thịnh Liệt sinh sống, lập nghiệp, lập nên gia tộc họ Bùi, làng Thịnh Liệt, còn được gọi là Sơn Nam Vọng Tộc. Bùi Dương Lịch năm 1757 đến 1828 là nhà văn hóa lớn của Việt Nam thời Tây Sơn và nhà Nguyễn, Đỗ Hương Cống năm 17 tuổi, Đỗ Hoàng Pháp năm 30 tuổi. Con trai ông là Bùi Thức Kiên cũng Đỗ Hoàng Pháp. Ở miền Bắc Việt Nam, dân tộc Mường cũng có họ Bùi. Các tỉnh có dòng họ như gia tộc họ Bùi, làng Thịnh Liệt, dòng họ Bùi Phất Lộc, ngõ Phất Lộc, phố Hàng Bạc, Hà Nội, dòng họ Bùi ở Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng. Nổi tiếng nhất phải nói tới nhà thờ tổ họ Bùi lớn nhất Việt Nam được công bố vào năm 2023, khiến dư luận xôn xao. Nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích lên tới 35.000 m2. Có tất cả hơn 40.000 người họ Bùi đã góp tiền để xây dựng nhà thờ tổ, trong đó có những doanh nhân nổi tiếng như ông Bùi Quang Ngọc, ông Bùi Thành Nhơn. Tọa lạc tại phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, trên khu đất rộng 3,5 hectare, nhà thờ tổ họ Bùi
là nhà thờ tổ lớn nhất Việt Nam tính đến nay. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng lên đến 208 tỷ đồng do các doanh nhân Bùi Quang Ngọc 184 tỷ đồng, Bùi Thành Nhơn 1,5 tỷ đồng cùng hơn 40.000 người họ Bùi đóng góp. Công trình được xây dựng để làm nơi thờ cúng tổ tiên, sinh hoạt văn hóa, tâm linh của con cháu họ Bùi đang sinh sống khắp trong và ngoài nước. Nhà thờ tổ họ Bùi có vị trí đặc biệt, lưng tựa núi, mặt nhìn sông. Phần bên chính của nhà thờ có diện tích 5.000 m², khu vực vườn phía sau rộng 5.000 m² và còn 25.000 m² đất chưa khai thác. Đây là đất do gia đình ông Bùi Quang Ngọc, phó chủ tịch FPT cung tiến cho dòng họ. Trong ảnh là hòn Nam Bộ làm bằng đá Ninh Bình ngay sau cổng chính. Công trình được thi công xây dựng trong 2 năm 3 tháng. Trong ảnh là nhà thờ chính gồm 2 tầng. Tầng 1 là hội trường rộng 1.000 m², sức chứa 500 người và là nơi trưng bày các hiện vật, tranh ảnh về nhà thờ. Tầng 2 là khu vực thờ tự chính. Tầng 2 của nhà thờ chính là khu vực thờ tự chia thành 7 gian. Không gian này được tạo nên bởi chất liệu gỗ quý hiếm, nhiều chi tiết thép vàng. Nơi đây cũng trưng bày các hiện vật trị giá hàng tỷ đồng. Cột, kèo, khung cửa, vách và các chi tiết khác được làm từ gỗ lim nhập từ Campuchia, Nam Phi. Nhà thờ có 42 cột nặng hơn 1 tấn, trong đó có 41 cột gỗ lim và 1 cột gỗ chắc. Cột gỗ chắc duy nhất tại nhà thờ tộc Bùi trị giá hơn 1 tỷ đồng. Một điểm nhấn khác ở khu vực thờ tự chính là đôi lục bình cao hơn 3 mét, trị giá 1,8 tỷ do một nghệ nhân họ Bùi người Hải Phòng chế tác từ chất liệu quý. Đây cũng là một trong những đôi lọ lục bình cao nhất Việt Nam. Ngoài ra, nơi đây còn có chuông trống ở hai bên. Trong ảnh là chiếc trống sấm mang ý nghĩa tiếng trống của trời. Không gian thờ tự chính còn được trang trí bằng 34 bức phù điêu về các danh nhân, danh tướng, phong tục tập quán, văn hóa Việt. Khuôn viên nhà thờ tổ lớn nhất Việt Nam được phủ xanh bởi cây cảnh, trong đó có nhiều loại cây quý hiếm. Trong ảnh là một trong hai cây vạn tuế được nhập từ Nhật Bản, giá trị hơn 1 tỷ đồng. Tường, các cột bên ngoài được chạm khắc trên đá nguyên khối. Hai bên nhà thờ chính là nhà Tả Vu và Hữu Vu, mỗi nhà rộng 277 m². Nhà Tả Vu có chức năng là nhà truyền thống, tôn vinh các nhân vật họ Bùi vang danh từ thời phong kiến đến nay. Nhà Hữu Vu là nhà khách để đón tiếp khách đến tham quan, tìm hiểu công trình. Bên cạnh đó, nhà thờ tổ họ Bùi còn có 4 nhà bia, văn bia nhà thờ, bia công đức, bia tiến sĩ họ Bùi, bia võ tướng, đại thân, danh nhân họ Bùi. Các cột đá hàng hiện hình lục giác có tỷ lệ rất đẹp và được chạm khắc tinh xảo, tạo nên một không gian uy nghiêm, trang trọng cho nhà thờ. Công trình do một kiến trúc sư họ Bùi thiết kế và thi công. Thời gian thiết kế khoảng 4 tháng, xây dựng trong 2 năm 3 tháng. Theo ông Bùi Quang Ngọc, nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam không chỉ là một công trình tâm linh, lịch sử, mà còn là một công trình nghệ thuật đóng góp cho văn hóa dân tộc. Quả thực, một quốc gia mạnh khi từng dòng họ mạnh. Với triết lý như vậy, việc đẩy mạnh hoạt động tinh thần, văn hóa, vật chất của dòng họ cũng sẽ góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh, hùng cường. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.